Khi dịch bệnh bùng nổ, con người đứng trước nguy cơ của sự diệt vong. Số 7, đây là trung tâm. Cô nghe rõ chứ? Có. Tôi đã đến trạm xăng. Từ một cô nàng ngổ ngược, Juliet trở thành một chiến binh, chiến đấu với những sinh vật đáng sợ. Tôi nhận được tín hiệu của cô rồi, chúng tôi đã đến đây. Chúng tôi đang trên đường đến, nhanh lên. Lệnh đã được đưa ra. Bây giờ chúng tôi phải rất thận trọng. Đồ chết tiệt chứ cái lệnh khúc chiếc quanh. Tôi có thể cho cô vài lời khuyên. Một vài mẫu kế để giúp cô cầm cự. Nhưng nghe tôi này Harry, anh mong rằng cái thứ ghê tởm đấy đến đây ăn tôi đi. Bởi vì nếu tôi còn sống và thoát ra đây, anh nên chạy đi. Trải qua nhiều khó khăn thử thách, liệu hạnh phúc có mỉm cười với Juliet và trái đất có được giải cứu khỏi đám quái vật mang trong mình mầm bệnh nguy hiểm đó? Tất cả có trong Ngày Sinh Tồn phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2020 trên kênh TTV 11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị cùng đón xem.